xến xỏng em bảo khóc ơi tớ là Thanh Hồ Xoa đây, anh nếu mà biết nha tuần 9 thì chắc là em nách rồi, em không được chuyện với trẻ con. Hai bạn có cảm giác là hồi hộp, có run sợ gì không ạ? Hơi có ạ. Thế còn chú rể thì sao? Em thì bình thường. Tụi em là ở miền Bắc đúng không? Vâng ạ, em bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Ồ, vậy hả? Thời tiết khác, tối hôm qua ngủ sáng nay ngủ dậy thì thấy mất giọng. Tụi em ở Hà Nội hay là ở đâu? Em quê Thanh Hóa, lấy chồng Phú Thọ. Em là Phú Thọ à? Dạ vâng, em Phú Thọ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Rồi mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Phan Đức Minh, đến từ Phú Thọ. Năm nay em 27 tuổi. Em đang công tác tại một ngân hàng. Thế còn em? Em là Nguyễn Thị Thảo, em 29 tuổi. Bây giờ bắt đầu kể cho anh nghe coi hai người lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu, như thế nào? Năm 2009 ấy, và em có tham gia cái trang web đấy là trang web kết bạn. Thì em vào em thấy ông này mặc cái áo trắng sau đeo kính râm, trông cũng già già rồi, làm cái status là buồn ơi tớ là khóc đây, nghe xến xỏng anh bảo khóc ơi tớ là Thanh Hồ Xoa đây. Thế là ông ấy dính quân quay sang chat chít với em, sau xin số điện thoại. Lúc đấy bắt đầu làm quen đấy. Chat chít thì ông ấy họ hỏi em sinh năm bao nhiêu, thì em bảo em sinh năm 87, thế ông ấy bảo em là anh sinh năm 85. Đó là dòng thứ nhất. Thế là em mới gọi bằng anh, nếu mà biết sinh năm 89 thì chắc là em nách rồi, em không nói chuyện với trẻ con. Nhưng mà lúc nói chuyện em thấy là nói chuyện chững chạc không? Dạ vâng, nói chuyện chạc, còn bảo là anh đang đi làm rồi mà trong cái đấy là ông đi học. Hay lùa tiếp, anh hay đi công tác Hà Nội lắm. Thế em mới bảo là thế chắc là chín chắn rồi ấy. Thế em mới tiếp em nói chuyện. Khi mà biết cái tuổi thật của cổ như vậy rồi thì em thấy như thế nào? Cô nói cô là cái mùi xoa. Cô là cái khăn mùi xoa cho em đó. Thực ra là khi em để cái status trạng thái như thế thì em thấy cảm thấy bình thường thôi. Buồn ơi tức là khóc đây, tự nhiên nó vào nó bảo là khóc ơi tức là khăn mùi xoa đây. Để lau nước mắt cho mình. Mình cảm thấy nó rất là buồn cười thì mình là... Cô bé này nói chuyện được đấy, thì là mình bắt đầu nói chuyện với vợ em bây giờ. Còn đến hôm em nhớ hôm đấy là hôm 30 tháng 8. Thì ông ấy tự nhiên gọi điện cho em, bảo là em đang đâu đấy, anh mới đi uống nước. Đi uống nước nhưng mà lần đầu tiên gặp vỡ mộng chị, ông này ông vô duyên mà biết thái lại sao. Trời ơi cái vế đầu vô duyên là lấy ai là biến thái nữa. Anh hỏi em nè. Dạ. Ủa trời, em tỏ thái độ gì mà cô ấy nói em biến thái? Lúc đó thì em vẫn đang có bạn gái rồi, lên mạng chat chít tán gẫu với các cô gái khác thôi. Không ý đồ gì. Ủa vậy có gì đâu biến thái nhá? Không thì em kể tiếp. Cái hôm mà ông ấy xuống ông ấy Hà Nội, ông ấy gọi em đi chơi đấy, lần đầu tiên gặp thì em bảo thôi phải lịch sự và ăn ha mặc đàng hoàng để tránh người ta hiểu lầm về mình. Thì em chơi nguyên đồ đen giống như chị bây giờ, nhưng mà em sơ vin, đi đôi giày guốc cao 7 phân với cả 1m65, phải hơn 1m7 đấy. Là em bước ra chỗ hẹn ông ấy, ôi thì giật mình với ông mặc nguyên cái quần bò bó sát 1m59 cái tí kì à. Ông ấy còn 49 cân, chứ không được như bây giờ đâu. Bé xíu em bảo trời ơi, em bảo bị lừa rồi. Thế xong rồi ông ấy nhìn em, ông bảo em bây giờ ông cao thế, chả nói cái gì cả, ôi sao ông cao thế, hốt hoảng luôn đấy. Thế xong rồi ông ấy ngồi trên cái xe Novo nó to ấy chị, có em bảo thôi đúng là tranh đặc kích rồi, tranh đặc như là tranh bí họa đấy. Thế xong rồi đi uống nước thì đi một đoạn, ông ấy bảo là dừng lại em hút thuốc, ông quay sang ông bảo em là em làm biếng rồi bị thối mồm. Em là vô duyên. Lúc đấy luôn em bảo là thôi thằng này đúng là chú vô duyên nhất trên đời luôn rồi. Anh có cái kiểu mời bạn gái hút thuốc mà đã thối mồm. Thế em mới nhắn tin cho em gái em là mày gọi chị về đi, thì chị gặp phải cái thứ giờ hơi rồi. Thế là em gái em bảo là thôi cứ đi rồi thì cứ cố gắng đi đi, cho nó có lịch sự rồi uống nước xong rồi về không muộn đâu. Thế nó ở tỉnh khác xuống chắc không dở trò gì đâu. Thế là em với thôi miễn cưỡng đi. Đi đến quán cà phê thì bạn bè ông đông lắm. Em bảo thôi chết rồi. Sợ rồi. Thôi xong thế thôi mà xong. Bạn bè ông ấy toàn người cao to không giống ông ấy đâu chị ạ. Thì vào trong đấy thì xuất hiện hai cô gái. Mà cô ấy trông mặt buồn buồn, thì ông ấy quay sang bảo em bảo là em ơi em làm giả người yêu cho anh với. Cô này là cô người yêu cũ của anh ngày xưa này. Nhưng mà cô ấy vẫn cứ muốn níu kéo anh mà anh không còn tình cảm nữa. Thôi được rồi, lắm. Thế em ngồi xếp vào sau cho ông cầm tay em. Ông cầm tay em giới thiệu với bạn kia là đây là Thảo người yêu anh, bọn anh yêu nhau được 3 tháng rồi mà trong khi nó mới gặp xong ấy. Thế không hiểu sao lúc đấy em cũng nhập vai, em cũng đóng chuẩn lắm. Diễn xong vai đấy xong rồi 2 ngày sau bọn em yêu nhau. Hai ngày sau. Tại vì chị không biết đâu, lúc trên đường trông biến thái vậy thôi, nhưng vào ông nói chuyện lịch sự, máu hát hay lắm. Nhìn gần mặt lại thấy mũi cao, xong mặt tròn tròn xinh xinh, nhiều răng người đấy chưa đen giống bây giờ đâu. Thế rồi em mới thôi kết. Rồi sau khi mà cưới về có gì vui không? Dạ cưới thì cũng phải khó khăn mới giờ cưới được ạ. Tại vì lúc đấy là em đi làm rồi mà chồng em đang còn đi học. Hai vợ chồng em có cái tính là cứ xa nhau là cãi nhau. Tại vì em cũng ghen mà anh ấy cũng ghen. Mà một người ở Phú Thọ, một người ở Hà Nội, khoảng cách nó xa, và tốt nghiệp phát là lại xa nữa rồi.
Thế bảo là thôi bây giờ xin cưới đi. Nhưng mà xin cưới thì bố mẹ chưa cho, tại vì anh ấy đang còn bé quá, sự nghiệp chưa có. Anh ấy bảo với em là bây giờ cứ xa nhau là sẽ chia tay cho một xem. Thế xong rồi quyết định là sống tử với nhau. Là chơi cái chiêu mà hạ sách cuối cùng. Hạ sách nhất là hạ sách đó. Có em bé bác sĩ bảo cưới thì cưới thôi. Thế bố mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì cũng có thật. Tức là em bé mấy tháng rồi thì dạ, khi mà báo cho gia đình biết trong đấy em hơn một tháng rồi. Thế là bố mẹ chồng bảo thôi bây giờ nó đã yêu nhau như thế rồi ấy, gia đình đồng ý cho cưới. Trời ơi, bây giờ nếu ví dụ như cho thời gian nó quay ngược lại á, thì tụi em nghĩ là tụi em có dùng cái hạ sách đó nữa không? Thế em nghĩ bây giờ mình quay lại thực đấy thì em cũng không dùng. Đừng bao giờ nên dùng cái gọi là cái hạ nhục sách kế đó. Nói chung là thôi, đang muốn xui em chứ em có đồng ý đâu. Em bảo là không được đâu, nếu như mà có thì dỡ mang mà bố mẹ vẫn không đồng ý thì là em là người chịu thiệt đấy. Em bảo thế, anh ấy cứ bảo không sao đâu, em hiểu tính mẹ anh rồi, chắc chắn là được. Cho dù ông bà cha mẹ mình có thông cảm đi chăng nữa, chưa chắc gì là tụi em gọi là đến với nhau rồi mà tụi em bền vững. Bởi vì sao? Lúc đó quá bồng bột. Tự nhiên cho bạn này còn đang đi học mà trụ cột gia đình mà đang đi học nữa. Vâng. Đúng không? Đúng ạ. Rồi sanh con ra nếu mà gia đình hai bên không vững về kinh tế mới có thể hỗ trợ thì đúng là tụi em lại cãi nhau to. Bởi vì nói chung là đừng bao giờ mấy bạn học tập theo các bạn này. Dùng mấy bạn trẻ. Rồi bây giờ chúng ta đến với cái giai đoạn là sau khi cưới nhau, các bạn có vỡ mộng gì về nhau? 2 năm đầu thì rất là hạnh phúc, rất là ok. Đến 3 năm sau bắt đầu mâu thuẫn. Về vấn đề gì? 2 năm đầu thì vợ chồng cũng rất là hạnh phúc. Đến năm thứ ba bắt đầu vợ em lao vào kinh doanh. Kinh doanh bán hàng qua mạng thôi, nên là bận bịu suốt ngày. Thế nên em thì em cảm thấy là mất cái sự quan tâm đi của vợ đi. Vợ em thì lại hiểu là không thông cảm cho vợ, để vợ đang kiếm tiền. Về thời gian sinh học là thay đổi hết. Trước thì vợ em dậy sớm lắm, là dậy là lượt quần áo cho chồng, đi làm là chỉnh chu, nhìn là rất lịch lãm lắm. Nhưng đến cái thời điểm cái năm thứ ba đấy, vợ em kinh doanh thì sáng thì tự làm lấy hết. Trước thì cũng có hỏi là chồng ăn gì không, bây giờ chẳng hỏi gì. Đi làm xong chiều về nhà thì cũng chả thấy ra vợ ra đón nữa. Về nhà cứ thấy đang cầm cái điện thoại vào máy tính cứ bấm suốt, tu la tu lu một chỗ là trả lời khách, tư vấn khách. Lúc đó em cảm giác sao, em cứ muốn bỏ đi cho rồi. Tức là đừng có vợ ở nhà hậu phương vững chắc mà chả thấy vững chắc gì cả. Về nhà chán ấy. Thế rồi sao? Thế là trong lúc đấy thì vợ em kinh doanh thì nhiều gặp khách cũng khó tính. Vợ đâm ra là giận cá chấm thớt, cũng giận quay ra cáu chồng. Chồng nói được câu với vợ nói lại 2-3 câu. Là càng nói càng tức. Tức là mâu thuẫn cao điểm là có vấn đề mà. Giống như là em thì bị hàng xóm người ta nói là con này nó lừa thằng này có bầu cưới rồi, em đã ghét, em đã ghét rồi, em đã bị cái đấy rồi. Thế xong lại còn bảo là con này nó ăn bám chồng. Thế em mới bảo thôi bây giờ kệ chồng đi, mình phải kiếm tiền, mình phải độc lập đã, để cho trẻ mất cái tiếng ấy đi đã. Thế là xong rồi em nói với chồng, nhưng mà chồng cũng không hiểu lắm cho em đâu, không chịu thông cảm cho em đâu. Thế cứ cầu nhau rồi phải dí mặt vào điện thoại thế rồi hay chỉ trích em đấy. Thế em tự ái cũng cao mà ông ấy cũng có tự ái, chứ hai vợ chồng thì ai cũng muốn đối phương hiểu mình mà cuối cùng chẳng ai hiểu ai. Thế là đâm ra chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh mất 1 tháng đấy, rồi xong cuối cùng ông ấy đòi ly hôn. Dạ vâng, ông ấy bảo là anh chán phải sống này lắm rồi, em nói gì em cũng như nước đổ đầu vịt ấy, thì không, em không còn tôn trọng anh nữa, thì anh ấy viết đơn ly hôn. Rồi em sao? Vâng, thế hồi xưa mà trước khi cái chuyện này thì cũng có, em cũng có ly hôn mấy chuyện linh tinh, với cũng cãi nhau rồi đòi ly hôn, nhưng mà lúc đấy là em chưa có tiền. Em bảo bỏ chồng rồi thì là mình chết đói. Chết. Thế bây giờ em bảo mình làm ra tiền rồi, bây giờ không muốn sống với mình thì mình đi thôi. Thế là em ký luôn. Ký luôn hả? Vâng, ký luôn. Đơn này vợ ký lúc đấy ký luôn. Lúc em đi làm, lúc đấy là chiều về thấy bế con đi rồi. Đấy. Nhưng mà em viết là ý là em muốn thử hay là em muốn thiệt? Lúc dọa mà cũng thật đấy, lúc gì sau quá trình quá như thất vọng rồi là làm lèo rồi. Rồi đến đâu thì đến ấy, lúc đấy như thế. Nhưng mà lúc đấy em thật em đang căng quá. Không nghĩ được. Rồi cái lúc đó em bế con đi đâu? Dạ lúc đấy thì em mới chia con ra. Cho anh mường lớn, em mường bé. Em bế con đi thì trên đường thì con đã bị ốm. Tự nhiên thấy con ốm thế em mới sợ quá, em phải đi vào bệnh viện luôn. Đưa con một mình xe tay xách nách mang đấy làm thủ tục cho con. Xong rồi đủ chuyện cho con thì khóc. Thì em mới nghĩ lại những lúc mà có chồng đấy, ấm áp á. Con nó ốm thì hai vợ chồng cùng chăm này, có chuyện gì cũng giúp đỡ nhau. Tự nhiên mình thành cô độc á, mà cái chuyện dẫn đến như này nó không đáng. Không đáng đúng không? Thế rồi em mới sụp xuống, em mới khóc. Thì em mới lôi điện thoại ra mới thấy khoảng 20 mét của bạn nhỡ của chồng đấy. Lúc đấy thì về cảm thấy thương vợ thương con quá, là gọi liên tục vợ không nghe máy. Nhắn tin vợ không nhắn lại, là lúc đấy rất là sợ. Rồi em thấy em buồn lắm. Thế xong rồi em mở ra em thấy bảo em ơi em về đi, có chuyện gì không đừng làm anh lo đấy. Thế rồi em thấy tủi thân quá, em khóc hu hu ở sảnh bệnh viện đấy. Xong rồi khóc xong phát nhắn tin bảo cho con, em cho con đi khám bệnh, bây giờ em về. Em về hai vợ chồng nhìn nhau bảo thôi ổn rồi. Thế bỏ qua cho nhau đi, xong rồi sẽ thay đổi. Trong quá trình mà tụi em có những cái mâu thuẫn như vậy, có lúc nào trong đầu em á suy nghĩ đến một người phụ nữ khác không? Dạ không ạ. Còn em thì sao? Ôi em thì từ khi gặp anh này thì em đã xác định là chỉ có sống chết với anh này chứ không mơ tưởng. Nhưng đến anh này anh ấy chiều em lắm. Ông này ông nhỏ con nhưng mà bé nhỏ có võ.
Bằng chứng là trên tay anh cầm cuốn sách nãy giờ. Dạ. Anh không biết cuốn sách nữa là cái gì. Dạ, ông ấy là cảm hứng của tất cả mọi câu chuyện của em mà chia sẻ trên mạng xã hội đấy. Thì em có một trang cá nhân là chuyên chia sẻ những câu chuyện gia đình mà mọi mâu thuẫn giữa hai vợ chồng em đều chia sẻ ở cái góc độ hài hước đấy. Và sau đấy thì đã được tập hợp thành một cuốn tự truyện hai vợ chồng. Tức là có nhà ý tặng chị hay là vì em thấy cái nội dung của cuốn truyện này nó giống với chương trình của mình quá. Vâng, câu chuyện này chỉ cần một người hiểu em trong đời. Hiểu em trong đời. Thảo Xù. Dạ. Là biệt danh của em. Rồi bây giờ có một cuốn gì cho ai? Thứ nhất là anh cũng nói luôn, anh là về kinh nghiệm sống anh rất ít. Cái thứ hai là về hôn nhân anh cũng mới. Thấy không? Cái tình trường của chị lại cần một cái gì đó nó thanh xuân một chút. Buồn quá à. Cảm ơn em. Cái này sơ suất của em đáng lẽ ra là em phải... Anh nói vậy thôi nhưng mà về anh sẽ đọc xong rồi anh cho chị Vân mượn. Không có đâu, chị nhờ thùng photo lại cho chị. Không, anh muốn đọc. Xong chương trình này em sẽ gửi cho chị Hồng Vân một cuốn khác ạ. Rồi, cảm ơn hai em rất nhiều. Thế các bạn bây giờ là quá hiểu nhau. Và những cái sự gì đó nó khổ đau cũng đã trải qua rồi. Em đi bây giờ em có một cái điều mong muốn ở Minh thay đổi thì đó là điều gì? Thực ra thì em tham gia chương trình này cũng chỉ muốn là được mặc váy cưới là một này. Để với cả là muốn hai vợ chồng ôn lại kỷ niệm cùng nhau thôi. Chứ thực ra thì trong con mắt em thì anh ấy đã quá hoàn hảo rồi. Vâng, trừ chiều cao thôi. Và may là gen của em trội, hai bé ở nhà cũng cao. Thế rồi. Và em thì sao Minh? Cái mong muốn của em thì anh cũng cảm ơn bố mẹ và anh em bạn bè là ủng hộ cái việc là vợ chồng đến với nhau. Bây giờ cuộc sống đến hôn nhân này là rất hạnh phúc rồi. Và chị mong như thế đấy ạ. Trời, chị thì chị thấy vậy nè. Với các bạn trẻ thì những cái thật như thế này á, ở trong cuốn sách này, câu chuyện của các cặp vợ chồng này, các bạn sẽ tìm ra được những cái kinh nghiệm để tự mình rút cho bản thân của mình. Chương trình chỉ biết là trước hết là cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Thứ hai là chúc hai bạn lúc nào cũng định hướng được cái cuộc sống tương lai của gia đình nhỏ của mình và định hướng cho các con. Nếu tao thách hai đứa mày lấy nhau, tao cho đám đất, tôi với ông lấy nhau chia đất chia ruộng, chứ sao lại cho em đi nhà nghỉ dẹp loạn dòng đường em xong để em dẹp loạn bên kia dễ em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai em. Dạ, chào anh chị. Em chào anh Quốc Thần với chị Hồng Vân. Hai bạn này cái giọng nói là chắc không phải là người ở Sài Gòn rồi. Dạ không ạ. Các bạn từ đâu đến? Dạ từ Bình Thuận ạ. Hai vợ chồng cùng ở Bình Thuận luôn. Dạ đúng rồi ạ. Và các bạn mới lên đây? Dạ em lên đây hồi trưa hôm qua. Trước tiên thì là thay mặt cho tất cả ekip sản xuất chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai bạn, xin chồng cặp hóa tập. Bây giờ xin mời cô dâu giới thiệu về mình. Dạ em Trần Thị Thùy Linh, năm nay em 31 tuổi, em buôn bán thuốc tây anh. Dạ con em là Đinh Thanh Hồ. Năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp thì làm nông. Em mà không giới thiệu em là nông dân không ai biết, đúng không? Nông dân nhưng mà là cụ thể là làm công việc gì? Trên nương thì rẫy, điều, rảy ruộng, tiêu, ao cá. Còn ngoài đồng thì có lúa không ạ? Là em làm hết luôn? Làm hết luôn? Dạ, mình anh làm. Trời ơi, lần đầu tiên chương trình của mình là được gọi là có một chú rể là thuần nông á. Thuần nông đó. Bây giờ mình đoán đi, mình đoán sao mà gặp nhau ta? Dạ đoán cái này bán thuốc tây. Anh này anh làm. Anh này anh cuốc đất xong rồi á. Bị cảm. Anh bị nóng tay bị cảm. Cuốc vô cái móng chân. Trời ơi. Rồi tới đi mua thuốc. Thuốc. Cô này xót ruột quá, băng giùm luôn. Băng giùm luôn, trong lúc băng đó thì bốn ánh mắt nhìn nhau. Không, nhìn gì, bà này nhìn vô cái chân. Anh này cũng nhìn vô cái chân, hai cái đầu cùng nhau. Từ đó tình cảm nảy sinh. Xét đánh cái quất lên bài Romeo và Juliet. Dạ em bình yên hơn chắc. Yên hả? Dạ. Tụi em gặp nhau cũng tình cờ lắm, chứ không phải như anh chị đoán lãng mạn mà. Xưa giờ em chỉ tặng vợ em chỉ có một bông hồng duy nhất thôi, bông hồng hả? Anh cậu. Là lúc đang yêu thôi. Còn gặp nhau thì em với vợ em là chơi thanh từ một đám bạn hồi đang học cấp 3. Là quen nhau là từ hồi trẻ trâu đó phải? Dạ, hồi mà tắm mưa chưa biết ngại á. Mà lúc đó đã thích nhau chưa hay là sau này dạ lớn chưa? Lên mới em cảm mới quen 8 tháng và mới cưới được 8 tháng thôi. Còn trước đó là tôi với ông ta mày. Dạ. Có nghĩa là tình bạn phát triển thành tình yêu. Dạ đúng rồi. Do là tụi nó lấy nhau hết rồi, còn sót hai đứa thì hai đứa lấy nhau. Hai người sao cô đơn còn sót lại. Dạ đúng rồi. Mấy đứa nó cũng xúi là ê trong đám con trai còn mày, đám gái còn con này thì hai đứa mày lấy nhau luôn đi. Thế nói ê vậy mình thử có được không? Thế đứa nói mày mà lấy tao cho mày cặp cưới. Còn cái người nói nếu có thách hai đứa mày lấy nhau tao cho đám đất. Rồi người nói tao cho đám ruộng. Vậy nói ê tôi với ông lấy nhau chia đất chia ruộng rồi hai đứa chia tay. Là thành ra từ lúc cưới tới bây giờ là ông này không có đám đất với đám ruộng. Dạ không có gì dạ, hết. Không có gì hết. Rồi trong 8 tháng yêu nhau thì vui không? Có vui tuôn rồi có. Dạ em thì chỉ có chống lại
mấy cái thế lực bên ngoài thôi, là mấy cái cô mà theo ảnh từ trước tới giờ cũng vẫn còn làm phiền vậy á. Ảnh đào hoa dữ vậy đó hả? Dạ. Rồi em chống lại bằng cách nào? Dạ chủ yếu là người ta nhắn tin thì em cũng lấy điện thoại em nhắn lại khủng thôi. Bố không à? Dạ, người ta nói ủa sao chị là vợ anh Hà nó không, mình là người yêu thôi, nhưng mà trước sau vẫn cưới, trước sau gì cũng là vợ. Thì kêu là chứ sao lại cho anh đi nhà nghỉ. Rồi em nhắn là con người mình phải biết giá trị của mình nằm ở đâu, mà cái người đó có gia đình rồi, mà nói chung ở trên Facebook thôi. Ừ. Người ta nhắn tin, người ta rủ lên Bình Dương rồi lên ngủ với em ở khách sạn rồi này nọ. Ừ. Chồng em nó đi về quê rồi vậy đó. Ừ. Nghĩa là chưa gặp nhau bao giờ hết rồi. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó làm hết chưa? Dạ chồng em thì không có gì, cho nên em dẹp loạn dòng rồi em xong để em dẹp loạn bên kia dễ em. Dẹp loạn 12 số gì. Anh hỏi nè, bây giờ á tụi em đã có một cái quá trình là bạn bè với nhau quá. Dạ. Là thân thiết 13 năm. 13 năm lận. Dạ. Nghĩa là quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới nhau về thì có vỡ mộng gì không? Tật xấu gì? Dạ. Của vợ? Dạ. Tật của vợ em là bắt được đài nào á, chuyện gì cũng cho ra hết luôn. À, cái tật đó em sẽ biết cho ba. Nhưng mà ai vào mua hàng cái gì mà ngồi nói chuyện thân, một thân, tí thân, à. Nói chuyện bà dễ con tin. Hàng xóm đâu là nói banh nước rồi. Giống như em dễ tin lắm, thấy người ta thân thiện lắm kể hết trơn à. Ừ. Nhưng mà khi người ta đi kể lại thì vấn đề nó lại khác. Ừ. Nãy giờ em thấy anh với chị Vân có thân thiện chưa? Nếu mà chưa kể hết thì tối nay chúng ta gặp ăn bò bía uống nước mía và tâm sự cho anh nghe. Dễ lắm. À, còn gì nữa không? Vợ em có tật là hay tức em á, hay giận em á, là không dùng bạo lực gì không. Mở cửa phòng mà thấy em đang nằm coi tivi xe cái lông chanh em lại nhức. Trời, bức lông chanh hả? Dạ, lông chanh mà. Em thấy cái cọng nào mà nó dài xoay, 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 xoay. Ồ, tức là đuổi về luôn. Tức quá. Thì tức kìa, nói thà thà làm gì làm, đập hay là đánh gì làm đâu cái rồi thôi, chứ đừng chọc nhột cách đêm ai chịu nổi. Ông nói vậy nè, đó ngon em đấm đi, ông gồng cơ lên em đập ổng, em đau tay chứ anh thua gì. Ờ, còn tật xấu gì chồng muốn kể của vợ nữa không? Tật xấu của vợ thì nhiều lắm. Đâu ví dụ thêm cái nữa đi, cái nào mà em bực mình nhất á? Bán thuốc mà không có khách ở cái lên Facebook nói chuyện tá lạ mình đó. Nói chuyện bạn trai bạn gái nói đủ thứ. Nói bên trai nhiều hơn hay gái nhiều hơn? Gái ăn trai nhiều hơn. Em đâu chơi bên gái nhiều đâu, toàn nói chuyện với con trai không à. Tức không? Không tức nhưng mà em hơi ghen. Ai ghen hơn? Ai cũng ghen nhưng mà mỗi người ghen cách khác nhau. Em ghen là chủ yếu quan sát là chính thôi, em coi bên kia như thế nào đã rồi em mới ra tay chứ. Ừ, còn anh này ghen sao? Cũng im im vậy á, ghen nhẹ nhàng thôi chứ không có ào ào. Em ghen nhẹ nhàng nhưng mà lúc nào đó em mà ghen lên em nói thẳng. Tại vợ em hay nhắn tin nói chuyện với người yêu cũ có, người yêu không cũ có, miễn sao là có con trai mà nhắn tin là bà trả lời liền. Trả lời liền đúng không? Còn em thì mấy mối tình bồ cũ của em thì hồi xưa thì giờ có dám đâu, bà loạn dẹp đâu hết rồi. Nè chị hỏi nè, tụi em có thực sự hiểu nhau chưa? Hiểu nhau thì được 70-80 thôi, còn có những cái em vẫn không biết. Nhiều khi chồng em nghĩ gì trong lòng em không bao giờ biết được, phải không? Ít khi mà nói ra đó. Chồng thì sao? Chồng có cảm giác là đã hiểu hết về vợ chưa? Em thì cũng hiểu 70%. Hồi xưa từ là bằng thanh chuyển sang cái giai đoạn yêu nó ngắn quá, chưa kịp mà tìm hiểu được bao nhiêu á. Lúc nào cũng nghĩ là bạn thôi mà chứ chưa nghĩ là người vợ. Có khi nào tụi em có cảm giác là mình nó bị lẫn lộn giữa cái làm tình yêu với tình bạn chứ? Thời gian đầu thì hai đứa giống như nó nghĩ là không thể tin được là hai đứa mình đã lấy nhau. À, vẫn còn. Dạ, nghĩ điều đó nó không có phải là sự thật vậy. Tại vì cái ký ức về tuổi thơ nó quá đúng quá nhiều và quá lâu. Dạ. 13 năm chứ. Dạ đúng rồi. Còn đây là mới có 8 tháng để mà chuẩn bị cho cái việc mà về sống chung với nhau. Phía sau nãy chị hỏi là tụi em có bị ngộ nhận giữa tình bạn với tình yêu không? Là vì cái cách mà em với chồng em á hiện giờ vẫn như là hai đứa bạn. Cái thú vui của em khi mà em hành hạ bạn này á bằng cách nhổ lông chân vẫn là một cái trò con nít mà từ hồi xưa đó. Đó cho nên rằng á là chị hỏi như vậy để chị hiểu, để mà chị góp ý một chút xíu. Mình phải xác định rằng á bây giờ mình là một người vợ rồi chứ không phải là một người bạn trẻ trâu của chồng mình nữa. Ví dụ những cái gì mà chồng mình không thích thì mình có thể bỏ. Tại vì sao? Từ trước mình đã biết chồng mình là một người hiền lành ở trong nhóm, một người ít nói, một người điềm tĩnh. Đúng không? Điềm tĩnh. Thì còn mình là một cô bé cá tính như vậy thì hai người cho đến khi lấy nhau vẫn giữ được những cái nét từ hồi còn nhỏ tới bây giờ. Nhưng khi mà đã lấy nhau rồi, hai cái tính cách đó mà ở gần nhau, khi mà tụi em không biết mài đi á để cho nó hòa quyện với nhau thì nó sẽ thành một cái đối kháng, một cái xung đột không đáng có. Thì bây giờ theo chị là như vậy nè, mình phải thuần hóa dần dần, mình phải xác định mình là vợ đó, chứ không phải là ngày xưa là một người bạn của chồng mình như ngày xưa nữa. Thì những cái gì chồng mình cảm thấy không thích thì mình bớt đi. Còn những cái gì mà anh thích thì mình phát huy lên. Ví dụ nhiều rồi chị. Thì nhiều rồi nhưng mà chồng em vẫn còn mong muốn em bớt. Thì chị nghĩ là em nên bớt. Đúng không?
Đó, tại vì thực sự thì chị cảm nhận về chồng của em á, ảnh là nghề nông, nhưng mà tính cách của ảnh hoàn toàn không phải là tính cách của một người nông dân, giống như là một người trầm tư, một cái kỹ sư về nghề nông thì đúng hơn. Đó, cho nên, lắm chị. Ừ đó, cho nên rằng là chị thấy á, đã có những lúc em thốt lên là có đôi khi em ngồi em suy nghĩ là anh nghĩ cái gì trong đầu mình không biết. Dạ, không biết. Thì là bởi vì sao? Em chưa tạo được cái điều để anh mở ra. Có những vấn đề á, ví dụ như liên quan đến gia đình hay là những cái việc mà ông định làm là ông tự suy nghĩ thôi. Thì đó, có nghĩa là bây giờ sao? Cái vai trò của người vợ là gì? Vai trò của người vợ là mình phải biến cái nhà của mình thành chung. Và mình phải tiếp cận, mình phải hiểu được chồng mình thực sự muốn cái gì, cần cái gì. Sau này còn tới con mình nữa. Đúng không? Người ta nói người vợ là cái bếp lò là vậy đó. Em cố gắng đi, em cố gắng em bớt cái tôi của mình lại một chút xíu. Đó thì chị góp ý như vậy. Còn cái chuyện mà em cảm thấy là sửa chữa hay không, đó là tùy em. Chị rất là có cảm tình với bạn này. Bạn hiền quá, và bạn nếu mà tiếp lên nữa em phải học thêm. Thích mày mò lắm chị về ơi. Kỹ sư tại á em. Tại xưa nhà không có điều kiện á nên nghỉ sớm. Chị nghĩ là em sẽ phát triển. Em thích nghề điện tử, nhưng mấy cái điện tử, máy móc, mấy cái dụng gia đình lắm. Điện đoàn đài, đài thì em giờ sẽ làm. Về có thể là học thêm em, tu luyện thêm em. Nâng cấp lên. Đúng nha. Rồi. Biết đâu chừng lần sau anh gặp lại không chừng đây sẽ là một kỹ sư hồ. Rồi, cảm ơn anh. Được phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thận ạ. Và chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào con. Mời hai con giới thiệu về mình. Dạ con là tên là Trương Vinh, hiện tại là đang ở Thủ Đức. Con làm nghề gì? Dạ bình thường thì con kinh doanh sản xuất trà đồng nhỏ Kiền Tiểu Long. Chú Thuận là đã từng đến gõ cửa thăm nhà chú Trương, chú Kim Tiểu Long rồi. Dạ. Đó, và chú cũng đã thấy chú, chú cũng đã thấy là cái gì trà đồng nhỏ rồi đó. Dạ. Đó. Và chú cháu mình đã gặp nhau, đúng không? Có nghĩa là con là cháu của chú Kim Tiểu Long hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đây là con có tham gia đi diễn hay đi hát giống như là cậu Kim Tiểu Long không? Con thì con có làm một hai cái MV ở trên với lại kêu cái MV ca nhạc ở trên YouTube này kia với hồi đó con cũng có học cô. Nhưng mà cô chắc không nhớ con đâu. Ủa con học khóa mấy? Con học K5. Ôi trời ơi, K5 là lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Hồi là con học K5 là xong con học biết sao cô không nhớ con không? Sao? Con học giữa chừng nghỉ phải không? Con học 3 tháng hết tiền nghỉ. Cái gì? Năm nó qua Quốc Thảo đó. Rồi xong rồi qua bên sân khấu của bên thầy Quốc Thảo đúng không? Đó. Dạ. Rồi giờ học còn học bên bản không? Dạ không, con nghỉ 3 tháng hết. Tức tiền là 3 tháng là từ chỗ của chị đã nghỉ rồi. Dạ. 3 tháng là con hết tiền rồi, con đâu nghỉ rồi. Dạ. Con mới vô giờ make up sương sương rồi. Rồi bây giờ cái công việc chính của con là ca sĩ đúng không? Dạ, kinh doanh. Kinh doanh luôn. Dạ. Thôi bây giờ lâu quá rồi, mình có đi hát không vậy? Dạ con chỉ làm MV trên YouTube thôi. Thôi sẵn hôm nay đến với chương trình Vợ Chồng Son thì con có thể góp vui bằng một cái câu hát nào được không con? Hát giao lưu đi con. Dạ thì để con thử làm sao. Hát thiệt luôn đi, khỏi thử. Đứng cái MV nào của con ở trên YouTube á mà con thích á, con hát đi. Con có cái bài bài đám cưới. Rồi. Dạ. Thì con chỉ hát một đoạn trong cái bài đám cưới thôi ha. Đúng rồi, bắt đầu. Dạ, nhưng mà lên đây gung quá mọi người thông cảm nha. Con đứng lên đi cho nó thoải mái, cho cột hơi nó ngon lành coi. Dạ. Chuyện này mình hát cái bài về đám cưới là đúng rồi đó. Hay lắm. Chồng son mà. Không có nhạc. Hát chai hả? Vấn đề gì hết. Bắt đầu. Dạ. Thiên hoa mình đi trên sông rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác bao câu chúc dành cho đôi mình, giặt cổ dâu trong thật xinh đi theo anh về dinh, anh nữa không thể lòng yêu em như lúa yêu đông. Hay quá. Nhưng mà hơi gung nghe không? Không có gì đâu hết. Anh thôi là cái thần thái thôi. Dạ. Rồi vậy là năm nay con nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay là con 27 tuổi. 27 tuổi rồi. Dạ. Là sinh năm 96. Trẻ quá, 27 tuổi. Rồi, mời con. Dạ, lời nói đầu tiên con xin được chào cô Hồng Vân. Con xin được chào chú Quốc Thận. Em xin được chào tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Hàng Thị Hồng Lan. Năm nay con 33 tuổi. Con đến từ thành phố Thủ Đức. Hai đứa ở Thủ Đức hết luôn. Dạ. Là chung thành phố với cô đó. Ủa nhưng mà hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ con. Quên xin lỗi, hai đứa còn ở chung với cậu Kim Tiểu Long không? Dạ có. Đã gặp nhau rồi. Nhưng mà vậy là con làm gì? Con cũng làm giống chồng luôn. Dạ thì hiện tại thì con vẫn còn làm bên quản lý cái app live stream. Giỏi vậy. Dạ. Bây giờ thí dụ như chú muốn live stream mà muốn cho tăng cái lượng tương tác lên thì chú liên hệ con đúng không? Dạ, tại vì con thì làm bên mảng Bigo Live và TikTok. À vậy hả? Dạ. Rồi thôi. Rồi bây giờ chắc có lẽ trong câu chuyện tình của hai bạn này rất là nhiều điều thú vị đây. Thú vị đó. Anh chồng 27, rồi cô vợ là 33.
lớn đâu có nhiều đâu, có xíu à. Có xíu à. Đó, vậy thì cái mối tình mà chị em nó bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên các con gặp nhau ở đâu? Dạ lần đầu tiên thì con gặp ở bên gần nhà vợ con nè. Ừ. Cái này chắc để vợ kể trước thì nó hay hơn. cái lần mà gặp á là vô tình là cái mùa đó là mùa dịch, thì có một số anh em ca sĩ á không có đi hát được, thì mới đăng ký con làm trên cái app live stream đó. Thì vô tình có một cái chị ca sĩ đó chỉ làm cho con, thì con mới đi vô trong xem chị like, thì chị like chỉ lại là bạn của cậu Kim Tiểu Long. Đó thì đi chung với lại cậu để live stream. Thì khi mà chị live stream á thì con đi vô đó con coi cái idol của mình like như thế nào, thì vô tình mới gặp cái anh này, anh cứ đưa cái đầu đưa lên đưa xuống thập thò con thì gắt mắt nghe không, con thấy người ta làm gì là con chọc thế mà là xuất hiện trong cái like của cái người like, cái like của một cái idol, cái đầu đưa lên đưa xuống, đưa dạ lên, dạ xuống, cứ thụp lên thụp xuống rồi lý la lý lắc, thấy ghét đúng không? Dạ thấy ghét lắm. Mà mình thường thì không có thích trai trẻ không có để ý tới cái vụ mà trai trẻ này, thì cứ vô tình vậy, cứ chọc qua chọc lại vậy đó cô. Nhưng mà cái lúc đó là con nhìn thấy bạn lóc chóc này á, dạ, con có nghĩ là bạn nhỏ tuổi hơn mình không? Nhìn thì cũng biết là nhỏ, tại vì nhìn ở trong cái app line nó quá trẻ đi. Thì đó, bạn đã nói là bạn không thích trai trẻ, nhưng mà làm sao qua được cái câu nói của ông bà mình, ghét của nào trời trao của nấy. Dạ, đúng rồi đó. Bây giờ mình xem có cái phần của này họ trao làm sao nè. Còn con sao, con gặp bạn này có ấn tượng như bạn không? Dạ thì gặp thì hai đứa cũng ngại lắm, không có dám nhìn nhau luôn. Xong rồi cái hồi giờ kể đi. Thì xong rồi cái sang ngày hôm sau á thì anh này ảnh mới gọi điện nhắn tin cho con, nhắn tin Facebook. Tại vì cái chị kia ra chỉ giới thiệu là anh này bạn này là cháu của Kim Tiểu Long nè, hai đứa kết bạn làm quen. Xong rồi nhắn tin cho anh này cũng nói như vậy. Thì cái chị đó là làm mai, giống như kiểu là mai vậy đó cô. Xong rồi mới ra thì ngày hôm sau mấy anh này mấy con vô con bấm like, con coi lướt vô Facebook con coi sao thì thấy chụp hình cái con bấm like, con kêu trai đẹp. Thì cái nghĩ là mình trước chỉ chọc con trước mà. Có nghĩa là mình chỉ làm người trước hiểu không? Nghĩ là mình chỉ chọc đùa thôi. Thì ra ngày hôm sau thì anh ấy mới gọi điện cho con hẹn gặp. Nhưng mà con không có thích gặp, tại vì con lo con làm không à, con không thích đi gặp ai hết trơn á. Rồi mình cũng like ở trên app thì nhiều khi ảo nó quen rồi mình không có dám đi rồi ra ngoài. Bây giờ lần đầu là gặp nhau, tiếp theo có thể là đi ăn uống hay là đi xem phim nữa, đó là lần dạ. Khi nào? Đó là sau ngày hôm đó luôn, sau ngày hôm đó luôn thì con không dám gặp. Nhưng mà cái gọi cái chị idol á, cái chị idol đó là hỏi hẹn đi ăn chè. Thì nó ok, nếu mà chị đi thì chị rủ luôn cái bạn đó đi. Tại vì có gì đi chung mà mình cũng sợ đỡ sợ bị lừa bị gạt gì đó. Với lại mang cái mác là cháu của Kim Tiểu Long nữa thì chắc là không lừa gạt gì đâu, nên thử gặp coi làm sao. Thì mới đi chung. Nhưng mà con á, con trai là con thích bạn liền à hay sao? Con nhìn bạn là con thích liền hay sao? Dạ giống như là gặp xong rồi là tự động cái mình thích sao đó, không biết trong lòng của mình rất là rạo rực. À là thích đó, là thích đó. Dạ. Đó là xuyến xắn đó dạ, con. Ừ. Thì con nghĩ cái gì cũng là một cái duyên đó. Con không có khe cái vụ mà lớn tuổi hơn, tuổi tác tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lần đó gặp là con xưng bằng gì? Cũng em. Em có nhắn tin con kêu em rồi. Đó, rải đó. Tức là bạn này đã xác định từ đầu luôn rồi là cái đối tượng này mình cần phải tấn công đó. Với lại cái gu của con là phải lớn tuổi hơn. Đó. Bên này không thích cái gu nhỏ tuổi, bên này thì thích cái gu lớn tuổi hơn. Rồi bây giờ lần đầu đi ăn đó là đi ăn gì? Dạ đi ăn ốc, ăn hải sản. Ăn mà ngồi gần vậy này không dám nhìn mặt nhau luôn. Rồi cũng không nói chung là rung lắm, không có nhìn không gì hết trơn, chỉ nói chuyện với cái chị idol đó thôi. Xong rồi cứ ăn vậy, ăn xong đi về. Nó vô vị. Qua ngày hôm sau. Qua ngày hôm sau cái con đang đi tập gym ở phòng đó, cái cậu nhắn tin. Nhắn tin cho con là ngủ đi uống cà phê. Cái nó thôi vậy mình đi xe Honda đi hé để mình hóng gió. Cái con mới chạy xe Honda vô thì tại vì nhà con ở quận 9. Thì nhà của vợ con thì bên Tuốt Bình Tân lận, thì mỗi đứa đi nửa đường. Đồ xa lắm á. Dạ. Thì mỗi đứa đi nửa đường thì tới quận 5 là có quán cà phê Đà Lạt phố đó, thì vô đó uống cà phê. Rồi xong uống cà phê xong cái đứa thì làm rớt cái ly, đứa thì làm rớt cái muỗng. Rung, không biết sao rung mà nói cho con đâu có vụ mà gặp gái mà rung dữ vậy. Mà không biết sao kỳ vậy ta. Cái hồi cái ăn uống xong rồi cái đền cho người ta cái ly với cái đền cho người ta hết cái ly nữa. Rồi xong rồi cái chở bỏ cổ đó, xong cái con chạy ra Nguyễn Trãi, con mua thêm cái nón bảo hiểm 40.000. Là tốn thêm 40.000 tiền cái nón bảo hiểm nữa. Rồi chở có qua bên ngay chỗ hầm Thủ Thiêm. Mà mới lúc đó mới có 8 giờ rưỡi à. Nói chở vừa qua tới hầm cái cầu quận 2 á, bắt ngang á là nó chết em ơi. Hỏi sao vậy anh? Bây giờ hầm nó đóng cửa rồi, giờ mình qua không có được nữa. Bây giờ mình không có đường về, bây giờ chỉ có nước mình cũng khách sạn thôi chứ mình không có làm gì được nữa. Giờ làm sao về, cổ cũng lo, cổ đâu biết đó giờ có trong nhà không mà có ít ra ngoài đường lắm, cổ không biết là hầm đóng cửa giờ nào. Cái hồi con nói
chết cha mình nói vậy rồi, ở đây vòng vòng đây mình đâu có biết khách sạn nào mình vô vô. Cái chạy qua bên cái à, mình biết cái khu Trung Sơn khách sạn nhiều lắm. Cái mình chạy ngược qua hầm, ủa anh ơi sao lại cái hầm chạy qua được rồi? Thì chắc nãy giờ chắc bữa nay nó đóng cửa hơi trễ. Bữa nay là đóng, nó đóng cửa hơi trễ. Cái cổ cung tinh cái chạy qua bển cái vòng vòng qua bển, ủa sao cái khu này sao nãy giờ em thấy toàn là khách sạn không nha anh? Tại vì bản nào nó cũng để khách sạn hết trơn á. Cái kêu vô á, thôi không vô đâu. Cái kêu hoài cũng không vô. Cái dụ em, dụ con, thôi giờ mình về nhà, về nhà em đi. Không đi khách sạn tại ngại. Không phải, cậu biết sáng cậu mới biết cái lý do là cậu sợ cậu xấu không có đồ make up buổi sáng. Cậu không muốn ai nhìn cậu xấu trong cái lúc buổi sáng hết. Về nhà cậu. Dạ, về nhà xong cái bắt đầu cái dụ con. Về nhà xong rồi cái bắt đầu tính dụ con đó là đưa về nhà xong rồi đi lên lợi lên nhà luôn. Mà lúc đó con diễn lắm, con diễn cái nét mặt rất là tội nghiệp. Để cho cậu thương hại. Đó, rồi xong cái thấy sao thấy tội nghiệp. Cái nó anh ở đây đợi em đi. Lên chợ anh dọn nhà cho anh dọn chó dọn đồ gì ôi tùm lum ở trên đó. Rồi xong rồi cái mắt còn đợi nửa tiếng đồng hồ như này. Thôi cũng gán đợi vì gái mà cũng gán đợi đêm, coi như là đêm nay là chắc chắn là mình có lời rồi, đúng ngon không? Rồi mình ngon rồi không sao, rồi đợi xíu cũng không sao. Rồi cái lên nhà cái kể đi. Trời tới chuyện tới khúc nóng bỏng là phải nhường cho vợ kể. Để chấp kể đi. Kể đi. Thì cái lúc đó là nói chung là không có ý định là sẽ quen cái anh này. Rồi rủ mình đi khách sạn, mình lo quá không biết sao đây, không biết. Nói chung là mình cũng hồi hộp lo, chưa tìm hiểu chưa gì hết trơn. Mà đi như vậy rồi không biết có sao không, rồi suy nghĩ cũng đắn đo. Mình tính lừa thôi, đi về nhà là để mình chuồn về cái khu vực cái ổ của mình. Xong rồi cho anh ta đi về. Thì mình mới nói là đi về khách sạn bên gần nhà em đi. Thì mới chở về bển xong rồi về tới chung cư rồi. Cái bước xuống xe, cái anh hỏi thiệt á hả? Về thiệt á hả? Thì lúc đó tự nhiên mình nhìn cái mặt rất là tội nghiệp, diễn quá diễn luôn. Cái mặt diễn quá diễn. Học làm 3 tháng mà. Làm được 3 tháng. Học 3 tháng mà. Là mình không biết sao tự nhiên không biết sao. Thấy thương. Dạ, xong rồi kêu vậy thôi đứng ở dưới này chờ em xíu. Mình chạy lên chảnh. Là tại nhà họ không có ai hết có nuôi chó rồi đó. Thì mới dẹp dọn rồi này kia xong rồi xuống chạy xuống dưới, rước lên. Rồi đó đêm đó là đêm định mệnh. Định mệnh. Dạ. Rồi sáng hôm sau con làm sao? Cái nửa cảnh... đêm không có, nửa đêm có ngồi có nằm có khóc. Cứ nói ủa sao khóc trời? Mình thì mình lạ chỗ mình ngủ không được. Cái tính ngộ đó, lạ chỗ ngủ không được, cái đầu lấy chân lấy đồ đá vô giường cớp vậy đó, cái cổ tưởng là rồi ăn quá xong rồi hiểu không? Là dạng như là chuẩn bị cách chùn. Qua ngày hôm sau là chuẩn bị là xong rồi đó, là nằm đừng nhiên khóc, hít. Hỏi làm gì khóc, nó sợ bỏ. Sợ này sợ kia, bả thì sống tình cảm. Rồi sao rồi lúc đó con đó thì sao? Nó trời ơi có đâu mà kia nọ gì đó, ăn ủi cổ đi cho con dịu xuống một cái không? Lúc rồi... đó là lo lắm, lo rồi sợ nữa. Rồi về sáng rồi không biết sao đây, rồi cái cuối cùng cái mình nghĩ là thôi, coi như đây là một cái hạnh phúc mà mình lựa chọn thì mình hãy tin vào điều đó đi và coi như là đánh cược xem nó như thế nào. Mình cứ tin tưởng đi, hạnh phúc là có thì. Hay quá. Rồi cuối cùng là hai đứa chấp nhận là quen nhau. Và sau đó mấy ngày sau thì rất là 12 giờ đêm em livestream rồi đó. Là 12 giờ đêm rồi là đi hát với cậu Kim Tiểu Long về xong rồi là mua bịch hủ tiếu xách toàn ten từ ở bên quận 9 chạy qua tới bên con cho con ăn. Đó, rồi ngày lúc nào lúc đó con rất là hạnh phúc. Bởi dạ, vì con thấy rằng là mình lựa chọn đúng. Nói chung là hai tình yêu hai này vô đúng chủ đề chương trình mình luôn. Yeah. Ừ, đúng chủ đề của lớp luôn đó. Đó, tình yêu là lựa chọn. Yeah. Đó, rồi lựa chọn rồi đó là sẽ thấy có hạnh phúc đúng không? Dạ. Yeah. Mình cứ tin vào điều đó thì phép màu nó cũng sẽ đến. Mặc dù là cũng có hơi lo. Tại vì dạ. Mà sau đó có niềm tin con là hạnh phúc là để lựa chọn. Yeah. Rồi. Có nghĩa là lần đầu là uống cà phê rồi đi ăn ốc. Yeah. Xong lần thứ hai là uống cà phê. Là đi qua nóc hầm xong mà đi về đúng nhà rồi đó, luôn đó. Đúng đó. Là chỉ có hai lần thôi. Thì đó giống như một cái tình yêu sét đánh mà nhiều người không biết đó. Nhưng mà chuyện xảy ra cách đây mấy năm rồi con? Dạ khoảng mới năm 2020 rồi cô. Là cách đây 2 năm. Dạ. Mùa dịch đó phải không? Dạ đúng rồi. Hai năm. Dạ. Rồi sau đó bao lâu thì tụi con làm đám cưới? Dạ lúc đó là tụi con quen là vào tháng 5 của năm 2020. Xong rồi tới tháng 11 á, của năm 2021 thì tụi con mới kết hôn. Vừa hết dịch cái đúng rồi, cách đây đúng không? Để... Và trong cái khoảng thời gian mà các con quen nhau đó thì là cái tình cảm nó có xích mích không? Nó có chia tay chia chân gì không? Hay là nó trơn tru bằng phẳng? Có giống như là có một đợt đó là có bầu. Nhưng mà không biết là có bầu. Tại vì cái tính tình tự nhiên thay đổi đột ngột á cô. Rồi xong rồi cái đụng cái làm chẳng làm thượng cái bắt đầu xách đồ bỏ nhà đi.
ví dụ vậy. Rồi cũng xách đồ bỏ nhà đi, mở cửa cho ra đi, đi đi xong rồi cái đi ra ngoài kia thôi. Đi ăn trước ăn chè rồi đi về. Làm như phụ nữ mà có bầu hay là mang thai bắt đầu thay đổi tính đúng rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ có lần đó thôi đúng không? Dạ, với còn một lần nữa. Là một lần nữa là lúc đó là sinh nhật năm đầu tiên của chồng con. Thì con mới tổ chức ở một cái quán lớp nhỏ để gia đình anh em rồi tới chơi. Thì hôm đó là tới chơi thì một cái bạn nữ của anh này mới mời tới để làm mai cho một cái anh khác. Nhưng mà không biết sao tới rồi, biết tiệc sinh nhật, biết có chồng có vợ rồi, tại vì bó bông cũng để ông xã rồi này kia. Mà cái bạn nữ đó thì lại chăm sóc chồng mình trong khi mình ngồi đó kế bên dặm mồ hôi rồi lau rồi các kiểu. Trời ơi nó sôi sục nó nóng lên mà cái chứ tánh con tao là... dặm mồ hôi mình lấy ra. Okay. Thì mình phải có một cái cách xử lý nào đó, tại vì người ta nói là phải để cho những người khác là phải ghen với vợ mình chứ đừng để vợ mình phải ghen lại, đúng không cô? Con xử lý thì sao? Thì lúc đó con rất là bực luôn á, nhưng mà con thử ngồi im coi chồng con làm cái gì, nhưng mà cứ để im cho cái cô đó rồi chụp hình tự sướng rồi chậm mồ hôi rồi vậy đó. Con bực quá con mới ngồi con làm lẫy kiểu giống như là vẫn im lặng, quay qua chỗ khác mời người này uống, mời người kia uống và chơi ăn vậy thôi. Rồi hồi lúc đó đã lấy nhau chưa? Hay còn... chưa ai có đang yêu dạ, gì đúng lúc không? Đó là đang quen là chỉ có một lần kịch liệt đó thôi. Chứ lại rồi sau con... đó có giận không? Về thì cứ láp giáp và cứ nói vậy á, là chỉ muốn là chồng phải có cái cách cư xử tốt hơn, là dù sau này đối với những người khác nữa đó là chồng phải xử lý cho nó tốt thôi, chứ không phải là mình ghen bậy ghen bạ. Vậy không có là... đó là ghen đúng chứ đâu ghen bậy đâu con. Trong trường hợp đó gặp cô cũng ghen đúng không cô? Nhưng mà con có chịu đựng như con đâu, việc gì cũng giải quyết. Nếu chồng chị? Con không giải quyết được thì con phải là người giải quyết. Ủa chứ sao nữa em? Nhưng mà đông quá rồi. Nhưng mà sao đâu có rồi. Đâu vấn đề gì. Là mình cũng ngại sợ chồng. Không, em đâu có. Trời ơi, đâu có phải tự nhiên dùng vô mà chửi rủa la mắng người ta, không có. Thể hiện đúng không? Không có thể hiện luôn. Chứ sao nó giờ? Chỉ cần nói bây giờ như đang lau chùi mặt mũi đúng không? À. Chị chỉ cần cầm nhẹ cái đó, chị nói là xin lỗi bạn. Đây là bạn trai của tôi. Đó. Đúng không? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tại vì nếu như không có tôi thì bạn làm thế này thì có thể được, có thể chấp nhận được. Và thậm chí là tôi còn cảm ơn bạn nữa. Nhưng có tôi ở đây, bạn có thấy bạn làm vậy là kỳ không? Đúng không? Ví dụ như ảnh là người yêu của bạn. Ví dụ như nếu mà ảnh là người yêu của bạn đi mà giờ tôi làm y vậy, bạn chịu được không? Đó. Xin lỗi bạn, vậy thôi, rất là đàng hoàng. Thì tự động khi con xử sự vậy, anh này về anh sẽ rút kinh nghiệm. Sao mà mình có thể nhu nhược tới cái mức mà mình không xử lý được mà để vợ mình nó phải làm điều đó thay mình vậy? Đúng không? Đó. Một mũi tên một, bắn, đó. Hai con. Thấy chưa? Thấy anh cố tình anh hỏi đi chị Dân. Đưa ra một cái kinh nghiệm, nó không chỉ ra cho hai vợ chồng con mà tất cả quý vị khán giả khi xem chương trình này cũng lấy đó là một bài học kinh nghiệm để chúng ta xử lý tình huống. Mà rất là lịch sự thôi, mình đâu có việc gì phải ăn to nói lớn đâu đúng không? Không có tôi thì bạn làm vậy tôi rất cảm ơn bạn, nhưng mà có tôi rồi thì bạn làm như vậy tôi thấy nó hơi kỳ. Rồi, và coi như là các con là sinh em bé xong mới đám cưới hay là đám cưới rồi mới sinh em bé? À, tụi con thì con chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, nhưng mà xong sau này á, tại vì tụi con đang mua nhà mua cửa xong rồi cái nhà cửa tươm tắt hết mọi thứ rồi bắt đầu con sẽ tổ chức đám cưới sau. À, mới đăng ký kết hôn thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ là em bé bữa là bà là chú bồng phải không? Dạ đúng rồi. Năm nay bạn mấy tuổi rồi? Dạ vừa trong 1 tuổi luôn ạ. Vừa thôi trai, nói xong. Gái vậy con trai. Trai. Giống chắc giống ba. Dạ. Trai chắc giống ba rồi. Y đúc luôn. Rồi bây giờ qua cái phần kia đi. Đó cái phần về nha. Cái phần mà sau khi mà lấy nhau rồi đó. Khoan. Đen. Rồi, đợi xíu nữa coi. Không có gì mà. Tự nhiên nó rực lên à. Leo lên thay đi mấy cưng ơi. Sao vậy? Rồi, nó rực lên à. Nè chị, đây nè. Nó rớt cái filter. Đưa mặt giằng khe. Cười nhiều quá không? Uống nước đi, lấy nước cho bé uống kìa mấy đứa ơi. Con ơi, con nói bà Đào Quyền Trân, bà đưa cho cô cái điện thoại đi, cô đang cần tin tức á. Bà Trọng mới nấu cơm đúng không? Để gửi cho coi cổ cho nó dịch rồi. Rung. Con coi như trường cô là không có khóa 5 đó. Dạ đúng rồi. Nguyên cái khóa 5 con á thầy dạy thảo hốt qua bển, đâu có không thảo hốt qua bển. Này. Đã vừa xong vừa cái sân khấu đó xong rồi thấy mấy bạn con đi hết trơn. Đó. Mon này kia nó đi hết. Đó thầy thảo hốt qua bển. Thầy thảo thầy Minh chia. Không, thầy thảo thôi chứ không có thầy Minh. Thầy Minh là sao nữa? Có thầy thảo làm trước xong rồi qua mới qua thầy Minh. Là con vừa nghỉ xong rồi tự động gom qua thầy thảo hết. Là cái khóa chung với khóa 5 đó. Một phút nữa phải không? K5 dạ. Một phút con Thanh nữa. Dạ. Hồi đó tôi bên đó mà. Xong ông Thảo là tới ông Minh á. Ông Minh là coi như là chia của 50 theo cha, 50 ở lại với mẹ đó.
Còn Trung Anh nó đang quay cho em nè, dễ thương lắm. Anh cho em đi xem. Mà giờ nó đang học chuyên khoa đúng không? Phải cho nó chuyên sâu, cho nó học chuyên sâu. Em nói á, tụi em bây giờ là những người sẽ tự đưa các em lên nổi tiếng giống mày. Thay vì mình chờ người ta cho một cơ hội, mình phải tự là cái người đưa mình lên. Giờ quá vậy. Các em phải gom lại với nhau, thay vì ngồi nói chuyện tầm xàm bá láp, ngồi lại với nhau, bữa nào chuyện nói với tụi nó, ngồi lại với nhau suy nghĩ tìm một chương trình tìm gì nó được up lên, được up lên kênh của cô sẵn sàng sức khỏe luôn. Chị tạo cái mục á, cái thư mục quá dân. Chị biết rồi. Chụp hình. Chụp hình với cô. Tranh thủ. Con ơi. Ôi trời ơi, mày chi cho cực vậy rồi. Ok đứng lên. Rồi. Vô kìa. Trời nó áp quá ha. Cũng không áp gì hết. Áp quá. Mặc đồ đen rồi mà tôi cũng bề thế. Xong, vô. Được chưa? Chút chụp tiếp. Nước nè bé nhỏ. Ủa chị thấy cái đó quay rồi. Trời, mà Thảo, cái số là yêu trước khi cưới đó đúng không? Chị thấy cái đó là quay rồi mà. Anh nghe Tướng ơi. Bé cầm giùm cô đi bé. Anh nghe. Ừ. Mấy giờ không được, đi sớm đi Tướng ơi. Ừ. 7 giờ, 8 giờ vậy đi. Nha. Đừng có đi trễ quá, biết sao không? Tại vì á. Ừ, đi lên sớm chứ còn đi chốt nữa, đi chốt mấy cái địa điểm nữa nha. Chiều này nọ rồi lên tối hù không có chốt được gì hết trơn. Ừ, 8 giờ ở nhà mình nha. Rồi, ok. Anh Quang, rồi nhắn anh địa chỉ anh Quang Minh đâu, anh Quang đón, rồi không kêu Quang Minh qua bên anh nghe Tấn nha. Bây giờ dưới rồi. Ờ, anh Minh ở đường nào vậy? Con ngồi, rồi, con ngồi thẳng nó okay. Đó thì nó mới không té, đó, cái ghế này nó lạ lùng lắm. Rồi lẽ nào, bữa nay một số chúng ta chỉ quay được có nửa tiếng thôi, không có được nhiều. Dạ. Trên kia quy định rồi, một cặp vợ chồng chỉ được trò chuyện nửa tiếng. Hết 5 phút rồi đó, rồi bắt đầu nè, bắt đầu. 2, 3, rồi bây giờ. Ủa mà đứng hình luôn. Ờ, phải biết kêu mà đem xuống cho cậu. Một hộp trà để gửi qua. Trà là trà gì mà lấy cho cậu á, cậu hết trơn luôn đó. Dạ. Trà cậu gì? Hết trơn luôn. Trà rồng nhỏ. Trời uống vô. Quá uống vô. Uống vô nó khỏe lắm nha. Đi toilet đã lắm. Đúng rồi, nó lọc quá thì toilet đã lắm. Lọc thận nè, lọc gan. Ê chị, con gửi cho cậu nè, con gửi cho cậu mấy hộp. Con gửi cho mẹ Dân mấy hộp dạ, nha. Để họ lấy số gửi tặng cho. Ok con. Dạ. Ồ, vậy đó hả con. Nó giúp cho mình đi làm về mình uống vô một cái mình ngủ rất là ngon nè, rất là khỏe nè. Ngủ ngon chứ không phải mất ngủ hả? Dạ. Chứ cô là con uống được cái trà mà trà quậu, trà gì đó. Không. Cái uống rất mát, ngon thơm. Ê nó thơm á. Con. Nước là thơm. Bữa em muốn em muốn chơi. Đẹp da vậy. Bữa không đẹp da. Đẹp da giảm stress. Rồi, ok. Mày làm qua Tết luôn. Dạ. Rồi bây giờ sau một thời gian về ở chung với nhau, đó là thành chồng thành vợ với nhau. Vậy gì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Hay là không có cái tật nào hết? Dễ gì? Có những cặp mà nghe lên là phải nói là phải giật lá tìm sâu dữ lắm mới có tật xấu đó. Hỏi này có không? Làm gì có. Dễ gì? Giờ đứa nào vui trước đi. Con nói trước đi con. Con nói trước đi. Gì mà chết này tao rồi. Kỳ vậy. Rồi chơi tại vì nghe. Tại vì cái tật xấu này nó lạ lùng lắm. Vậy hả? Nó kỳ lắm. Nói đi. Dạ là cái tật này. Lúc nào, ở mọi lúc, mọi nơi hay là bất cứ lúc nào cũng làm được hết trơn á. Sao? Thả bom phải không? Dạ. Trời ơi, cái thả bom này trăm ông chồng đi chang nhau hết trơn. Có gì đâu mà không nói. Đúng rồi. Còn dạ, nhưng mà đó là gọi là cái tật xấu nhất của ảnh ở nhà rồi. Có nghĩa là ổng nhiều lần trong ngày không? Dạ, có khi không biết cái bụng bị cái gì mà nó làm liên tục luôn. Làm mà gọi như là sấm sét gì đó, là không có tiếng động. Dạ, có tiếng động mới chết chứ. Còn đúng cái kia thì mình nhiều khi họ không nghe thì không biết. Nhưng mà cái này có tiếng động mà làm gì đó mà trời ơi con nói cô là xuyên suốt luôn. Rồi có khi một đêm ha, không biết cái bụng bị cái gì mà làm một phát từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Trời ơi. Mà con ngủ không được. Ông bắn hoài vậy mà có cái tật á mà mỗi lần làm xong là lấy giả bộ lại hôn con, thương con dữ lắm xong lấy cái mền chùm lại. Con bụp 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 bụp. Đúng bệnh của tất cả những ông chồng. Vị những ông chồng rắn mắt á. Tại vì mình người ta cười mình tính là người ta vui. Mà biết không? Vợ mình nó càng nó càng chửi càng chọc nó mình càng khoái. Trời ơi, càng không. Chủ đích của mình thì là mình chọc để cho người ta chửi, chọc để cho người ta phản ứng. Mà người ta không phản ứng thì còn gì đâu sướng.
Trời ơi, xong rồi là làm riết mà con đá một phát là văng cửa, mà phải chi văng ra ngoài cửa rồi không nói. Văng ra cửa xong, mở cửa phòng kế bên văng vô trong á, xì hơi tiếp cho thằng em với bà Vú ở bển. Xong đóng cửa lại cho người ta hửi rồi chạy ra quậy gì đó, quậy tới 1, 2 giờ đêm gì đó. Trời ơi. Nhưng mà thường những đứa như vậy nó không có mập được á Bi. Thiệt. Nó ra hết. Có bao nhiêu những nó không có phì ra được á, bao nhiêu hơi, những cái hơi mà không cần thiết chứa người ta trong nói người là nó ông ra bà hết. Xưa người ta nói là cái đó là của trời cho mà. À. Ôi trời, đó à. Thì như vậy là mình chồng chồng con chỉ có cái tật xấu là coi như là ruột tốt. Ruột tốt. Tiêu hóa nhanh. Tiêu hóa nhanh. Vậy không biết con, tại vì con làm thấy cổ cười hoài, con tính đâu cổ thích, con đâu biết đâu nên con làm tiếp. Vậy thôi đó hả? Những cái đó chỉ có xấu là giống như là nhây lầy thôi. Cái đó gọi là lầy thôi. Thôi. Ừ. Chứ còn ngoài ra thì chồng con phải nói chăm con nấu ăn lắm. Ok, tất cả hết. Chăm con, dạ, nấu chăm ăn. Con. Nói chung là có bừa bộn không? Dạ không, được cái là chồng con rất là sạch. Và cũng như con vậy đó, hai vợ chồng là nói chung là không có phân biệt là vợ phải làm hay chồng phải làm, không có phân biệt gì hết. Chồng gặp cái gì là chồng tự dọn cái đó. Giúp vợ luôn, nhiều khi là giúp hết rồi luôn chứ không có vợ phải ơi sao tối ngày cứ vậy rồi để chồng dọn không có. Hai vợ chồng rồi, là rồi có trăng hoa không? Dạ trăng hoa thì từ lúc mà quen cho tới giờ thì hầu như là không có, với lại thường là chồng ở đâu vợ ở đó. Nên là chồng không có cơ hội để trăng hoa. Dạ, có nghĩa là chưa có cơ hội. Cái đâu là sát bên đích đó. Hay đứa nói như Sam vậy. Dạ. Ủa vậy là cũng mỹ mãn. Ủa sao con thứ à? Có một loại thì có một thì thôi cũng có một tật xấu rồi, lầy đó, nhây đó. Chắc là chỉ mong muốn, có mong muốn ông thay đổi, ông bớt, ông bớt tha bơm không? Giờ con mong cũng chồng... vui mà cái đó cũng thật. Vậy thì con có mong chồng con thay đổi gì không? Dạ thì nói chung là để cho là hoàn thiện hơn. Hoàn thiện hơn thì đối với con á thì chồng con là con không có những cái gọi là những cái lời hứa màu mè hay là những cái món quà trị giá gì đó, nên là con chỉ có những cái lời cảm ơn chân thành đến chồng con, thật sự là lời cảm ơn chân thành, bởi vì chồng đã biết thấu hiểu, chia sẻ, tin tưởng và đặc biệt đó là sự bao dung vợ ở tất cả những cái lúc mà bướng bỉnh hay là tất cả những cái vấn đề gì đó là chồng con đều giải quyết được hết và đều thấu hiểu được hết, đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu. Đó là mong muốn thay đổi à? Dạ không. Đó là con cái không lời... mong muốn, có nghĩa là con không là mong y muốn vậy đúng tại không? Tại vì đó là những cái lời mà chồng con là một gọi là một người hoàn hảo đối với con rồi. Cô hiểu rồi. Dạ. Ý là giờ con muốn chồng con y chang vậy đó, đừng không cần phải thay đổi cái gì hết đúng không? Dạ. Đó, chồng con kia cứ đi. Để cho vui nhà vui cửa phải không? Dạ, cái mặt kia anh đừng nghe anh, anh đã đó, đã mà đã trời ơi. Đó. Rồi chút nữa đi, đó là những cái lời mà vợ con dành cho con. Ngoài cái việc gọi là sự mong muốn, vợ con còn có một cái sự chia sẻ về cái trong cái suy nghĩ của vợ con về con. Chút tới con nó nghe. Tới rồi chứ chút gì nữa. Tới luôn nè. Đó, tới luôn đi. Bây giờ trước hết là kể về tật xấu của cổ đi. Thì vợ con thì nói chung là cũng có cái tật xấu nó ngộ nghĩnh lắm. Sao? Ngủ gác tới cổ họng con vậy đó. Mà phải gác mới được. Đẩy ra gọi thì cũng gác tới đây. Mà không có con thì ngủ không được. Ghiền gác cổ họng. Ghiền gác cổ họng hay sao? Bữa không có, gác có bữa một chỗ nào khác chỉ có gác cổ họng. Gác lên tới cái cổ, có nghĩa là gác tới mức độ đó. Ê chị có khi nào bả ghiền cái mùi chân của không? Tại vì muốn gác như vậy á thì là cái đầu phải nằm ở dưới chân có con. Nghĩa là nằm lúc ở trên ngang rồi gác. Ủa là sao? Tại vì không phải, tại vì là nói thật ra là có chồng nằm kế bên cạnh nó rất là thoải mái, giống như là sau một ngày gì đó thì nói chung là gác được lên người chồng một cái là tự nhiên bao nhiêu là cái gì đó nó đi đâu hết trơn rồi, nên thật sự con rất là thích cái cảm giác đó, nên là không thể gác có bữa mà con nằm mơ luôn, tính nào ai bóp cổ còn không mà giật mình nó dậy thấy cái giò để đây nè. Tôi nằm bao thấy núi đèn vậy thôi đó hả, là có nhiêu đó thôi ngon gì nằm bao thấy núi đèn có nhiêu đó thôi, không còn một cái gì khác nữa. Dạ đúng rồi, hai vợ chồng con là coi như hai đứa hoàn hảo dữ vậy luôn. Vậy con có mong muốn vợ con thay đổi gì không? Thì con chỉ mong là vợ con là bớt bướng lại với nóng tính quá. Đó thì như nó cũng là... có hai cái cần phải thay đổi đó con. Bướng muốn làm gì là làm, thách có nghĩa là thách á, thách là làm. Thì con chỉ muốn là thay đổi cái bướng bỉnh nó lại xíu, với lại bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Con có hay nói lời yêu thương với vợ không? Con thì con cũng ít nói lắm. Vậy hả? Mẹ con có muốn nói gì với vợ con không? Nói lời yêu thương đi, đàn bà người ta thích thổi lỗ tai lắm luôn á, thiệt. Hôm trước là có mua nhẫn cầu hôn không? Dạ có rồi. Có rồi. Rồi trong lúc cầu hôn thì có những cái lời yêu thương ngọt ngào không? Dạ có. Rồi bây giờ còn điều gì chưa nói với vợ thì nhân hôm nay nè nó nói với vợ đi. Dạ thì con thì con cũng nhìn vợ nói con thì con đây con cũng xin cảm ơn vợ con đã chăm sóc gia đình nè, đó rồi con cái nè, rồi
chăm sóc giống như là ở nhà con á thì nấu cơm á thì nấu tới hai món, hai giống như là một phần ăn mặn và một phần ăn chay. Mà nhà thì đông người thì một mình vợ con là tôm tắt mấy cái việc đó hết luôn, vừa nấu ăn chay vừa nấu ăn mặn, giỏi quá. Rồi lại vừa kiếm tiền được luôn, rồi lại vừa giặt giũ hết tất cả mọi thứ, cho nên đó là con rất là thương vợ con về cái vấn đề đó. Vậy thôi giờ nói nhìn vô mắt vợ nói một câu gì đứng lên nói luôn nãy đi. Giờ là toàn là phân trần với cô với lại chú Thuận không à. Tôi đừng nhìn tôi đứng lên nói với vợ đi. Đó thôi thì chồng cũng cảm ơn vợ mấy thời gian qua là chăm sóc gia đình nè, chăm sóc cậu, chăm sóc mọi người đó. Thương quá. Dạ con cũng sẵn đây thì chồng nói thì đứng con đứng lên đi thì con cũng có đôi lời là muốn nói với chồng là cho dù hiện tại hay là tương lai cái gia đình nhỏ của mình có nghèo khổ hay là sau này sẽ có giàu có thì hy vọng rằng là trên cái bước đường, cái con đường chồng đi sẽ luôn có bóng dáng mẹ con của vợ và mẹ con vợ lúc nào cũng sẽ ủng hộ chồng dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Thôi một cái nữa đi. Yeah. Trời ơi cái cặp này là nó quá hợp với lại cái chủ đề của chương trình mình đó. Lớp với lựa chọn là hạnh phúc. Công nhận á đúng không? Cái bữa đó lần thứ nhì á mà nếu mà tụi con lựa là đi qua cầu để đi về đứa nào về nhà đứa nấy là coi như xong là rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Hôm đó tự nhiên chọn lựa mà ở trong nhà nó ấm cúng hơn ha. Chứ ở khách sạn nhiều khi cũng xong rồi tự nhiên thấy mình cũng sao sao á lạc lõng. Nhưng mà ở nhà tự nhiên thấy nó khác đi. Đúng không con? Dạ. Đó. May mắn nó cũng tới là mình tìm được đúng người. Đó cho nên đúng là nói chung là hai đứa đã tìm được đúng người. Và đúng không? Cũng xin chúc mừng cho hai con đã tìm đến nhau. Và hai con là hai mảnh ghép mà khi mà ghép lại với nhau là thành một cái mảnh ghép hoàn hảo. Và như con đã nói, đây là hạnh phúc. Mà hạnh phúc này là do các con đều lựa chọn. Và xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn cô.